trên kênh YouTube U Vang Mượn Trời Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mượn Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
được giới thiệu đứng chính giữa, đó chính là đường kìm chú rể Nguyễn Huyên cùng với cô dâu Thúy Nga, và đứng bên cạnh người con trai thân yêu của mình có bố Nguyễn Văn Hanh và vị đại diện là Bác Biển, và đứng bên cạnh con gái thân yêu của mình có mẹ Tòng Thị Đông, bố Tòng Văn Yên và đại diện là Bác Lôi. Và đại gia đình hạnh phúc của chúng ta hãy cúi một cái cúi thật sâu để chào mừng toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, một tràng phá tay thật lớn để chào mừng. Cảm ơn, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến. Điểm đích đến của một tình yêu đẹp đó chính là hôn nhân. Và bố mẹ sinh chúng ta ra cho chúng ta hình hài, tạo hóa cho chúng ta tình yêu, duyên và định mệnh cho đôi bạn trẻ của chúng ta gặp nhau. Và để ngày hôm nay đây, hai bạn trẻ của chúng ta đã về chung một mái nhà, chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ. Và ngày hôm nay cũng có một lễ vui quy trọn vẹn. Dạ vâng, trong quá trình học tập, làm việc thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã có duyên để gặp nhau, cùng nhau đi trên một con thuyền tình yêu và cùng nhau trở về một bến hạnh, cập bến hạnh phúc. Và ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức tổ chức lễ vui quy ra mắt toàn thể quý vị. Dạ vâng ạ. Các cụ cũng có câu nói rằng không có giờ nào khung giờ nào đẹp bằng khung giờ hạnh phúc, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc đứa đôi. Và ngày hôm qua thì cô dâu chú rể của chúng ta đã thức cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay, mà trưa nay thì trời đất đắm say để cho bốn họ về đây chúc mừng. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay rất vui cho lại lễ vui quy của đương kim chú rể Nguyễn Huyên cũng như cô dâu Thanh Nga của chúng ta được diễn ra trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Thì ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng như quan viên hai họ về đây chúc mừng. Dạ vâng, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự đồng tình ủng hộ vun vén hợp tác từ hai bên gia đình. Và tính đến thời điểm hiện tại thì thời gian mà cô dâu chú rể của chúng tôi tìm hiểu nhau cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo đủ thuốc đủ chè, đủ công đủ đạo làm chồng đủ công làm vợ. Và sự tình nguyện tự nguyện của đôi bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 11 năm 2024, tức ngày 6 tháng 12 năm Quý Mão, thì hai bên gia đình của chúng tôi cũng long trọng tổ chức đại lễ vu quy, và thay mặt ban tổ chức, những người làm chương trình xin phép được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy của đương kim chú rể Nguyễn Huyên, cô dâu Thanh Nga và Thúy Nga. Thúy Nga, Nguyễn Huyên xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Tràng pháo sáng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Bảo Châu cũng như tràng pháo tay của quý vị đưa cho lời chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn nữa, một lần nữa để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất vui cho MC Đức Long được trở về đây và chính thức đại gia đình chúng ta tổ chức đại lễ vu quy, thì để chứng minh rằng hai bạn trẻ của chúng ta từ nay sẽ chính thức về chung một nhà, chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ, chung cả những đứa con xinh xắn về sau, rằng anh là một chàng trai mạnh mẽ, sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô dâu cũng như mái ấm nhỏ gia đình của chúng ta. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, một hình ảnh thật tuyệt vời quý vị ơi, dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn hình ảnh rất đẹp ngày hôm nay. Dạ vâng, nhẫn này anh dành chào em, duyên trời định mệnh kết duyên đôi mình, còn em chào nhẫn cưới chung tình, để từ nay hai đứa chúng mình có nhau. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều, xin mời hai bạn sẽ trở về vị trí ban đầu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến, muốn sang sông thì phải có bến có đò, và giữa vợ gà chồng thì bố mẹ hai bên cũng muốn dặn dò đôi ba câu. Ngày hôm nay thì cũng có hai vị đại diện của hai bên gia đình cũng về đây chung vui, cũng như sẽ có những lời cảm ơn tốt đẹp tới toàn thể quý vị trân trọng. Kính mời bác Điền Bến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè thân thích và hai nhà bốn họ, hôm nay ngày này tháng tốt được sự đồng ý của chính quyền địa phương và thống nhất của hai bên gia đình,
sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại gia đình người gái. Tôi thay mặt họ nhà trai từ đoàn Hải Phòng đến Điện Biên hôm nay thật là hạnh phúc của chúng tôi, và chúng tôi thấy sự hiện diện của quý vị hôm nay là một niềm vinh dự của hai gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng rất là cảm ơn gia đình bên nhà gái đã tổ chức một cái lễ tân hôn long trọng và rất là đầy đủ, và cũng như sự tiếp đón nồng nhiệt của bên họ nhà gái, chúng tôi chân thành cảm ơn. Và đồng thời cũng chính thức từ ngày này cháu Huyên và cháu Nga đã là một gia đình trẻ có đầy những ước vọng và những ước mơ và bao nhiêu dự định để phấn đấu trở thành một gia đình trẻ đầm ấm hạnh phúc bền vững lâu dài. Và muốn được điều đấy, rất kính mong các cụ ông bà cô dì chú bác anh em bạn bè sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai cháu nhanh chóng hòa nhập cuộc sống và sẽ phát triển về toàn diện mọi mặt để xứng đáng là những đôi hạnh phúc trẻ của gia đình chúng ta. Và hai bên gia đình cũng bắt đầu từ đây là mối quan hệ tình cảm và xây dựng cho hai cháu sẽ ngày một phát triển. Thay mặt họ nhà trai, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ chân thành cảm ơn các quý vị và xin chúc trăm năm hạnh phúc hai cháu. Chúc toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào và an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu ngắn gọn, xúc tích đầy đủ cũng như rất ý nghĩa đến từ vị đại diện gia đình nhà trai của chúng ta. Xin kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho tình thông gia hai bên gia đình chúng ta sẽ mãi bền chặt tươi. Cũng có những đôi lời phát biểu để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa ông bà cô bác, anh em bạn bè thân hữu gần xa, buổi hôm nay là ngày lành tháng tốt. Đấy. Bên họ nhà gái tổ chức lễ vu quy trăm năm cho hai cháu. Vậy là tôi là ông bác đại diện cho gia đình. Đấy. Là tôi cũng xin chúc tất cả anh em, bạn bè, ông chú cô bác thân hữu gần xa mạnh khỏe và hạnh phúc. Hai nữa thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là buổi ngày hôm nay đấy, tôi cũng chúc cho hai đứa tôi sống trăm năm hạnh phúc. Lời cảm ơn tới toàn thể quý vị thì những lời cảm ơn bằng tiếng phổ thông thì đã được hai vị đại diện của chúng ta phát biểu rồi. Thì ngay sau đây MC Lức Long xin phép được gửi tới toàn thể cô bác anh chị những lời cảm ơn bằng tiếng Thái để gìn giữ nét đẹp của dân tộc Thái chúng ta. Ơ sở trên tinh lại bò mè phì nòng hạc bánh mi nà quảng bằng lòng mê ni Ơ còn chưa chứ tô đồ lan cửa sổ phép để giới thiệu đồ lan cửa khét chữ MC Đức Long. Bò mè phì nòng hạc bánh lên là tivi cửa chăm khét chữ ai làm hình học bò mè phì nòng ơi. Ơ đồ lan đó cửa lẩy muôn mâng cân trời tàng nả sông phái phú gia tà nai. Ơ dê tăng bảo ẩn uốn ta cánh bà tàng nả đôi phùa hòa miết nó mê ni phát quá mảo hàn hoặc tinh lại bò mè phì nòng. Đồ lan đó cửa bí chữ mò chữ khe bí chữ xứ chữ làm đồ lan mi khó đừng sòng sường thổi bò mè phì nòng ơi. Ơ còn chưa chứ tô đồ lan sò lẩy chiêng, sò chiêng trường bản phủ trà đi bí thư phủ trà quảng pì nòng bản tràng đánh sảng là mương mấy nà quảng bằng lòng mấy nì ấy nhát chảo khẩu đằng phòng sòng phái phú gia tà nai xung khỏi ấy dây kiếm tó bản tó cuống lẩy đại pì mít đại khẩu cỏ với mít bóng đà nè khè đà hai bây đình báo trăm nhằm năm báo cún trắng đại bày lại buồn đi mất nà buồn lũng nà buồn tà lướm buồn khà lướm buồn luông trắng ót trắng xình đại đù nòi ỏi hạc phăn phanh ấy trắng tắt sảy má mứt tắt bừ mất điêng pò tràng điểm tràng sùng mẹ tràng trùng tràng nhớ trắng nhớ pin đúng trắng sùng phích bà chắc mà tiếng bò tiếng mè hà hơn trai đầy tuổi xiết sàm chẳng hù tắt tí tuổi xiết xí chẳng hù tắt hừng đầy hừng tông xa xí tắt tí đầy tí nòi cổng nguồn xa sòng chinh chật nhiên chẳng nhớ biển xào hù tắt sửa bảy nôm hù sàng phồn diện trọng hù sòng đông quấn xòn xào chắc là trai báo thấy những xào chẳng to cả nừng quấn củ chẳng ủ chủ nừng quấn phay chẳng bay quam bảy ma chẳng men chẳng đầy quam hẹn cánh chào chắc là trai chẳng xú hà ảo nhiên chẳng táo hà phò mè
ba mẹ sòng phái co với tỷ ba tan với xỉn sẽ cày với lấy phải lắc giống ủng chết sầu ẩu diệt lụ tế hoa téo sơn tế sơn ở tao hòm với nỉ sòng phái tay ngân sườn xuống khỏi ở tăng hơn trai rú cơ hải phòng cánh bà tăng hơn nhiên xuống khỏi rú nặng lúa ngam đi ở trắng hà đầy mưa đi bên chăn mưa sắn bên chép mưa đẹp chép đi bì chăn bên mà ở trắng kiếm đầy đầu mù phu má mới sấy cái nồi ở cắm phát đường nó mới diệt tồi hít tồi không ở mà ó nả khải tà đồi phù hòa mới nóm hở trai cười nguyễn hiền cánh bà cô giàu thí nga nát bờ thí nga biển đồi phù hòa miết căn khải đó tây sườn xuống khỏi cửa mi ban khẩu lò hòm ở cá mới ở tây lại bò mẹ pì nòng rút sòng bản sàm na sòng huyền sàm xá thác banh thấy năm nửa sửa đi bì hòa kiểng thảm lại qua cả đại tang mới kiện tòm hòm muôn mà bo đủ sòn làn tròi tây sườn xuống khỏi đôi làn tăng bà luận ba của mi sằng ơn xưa thứ nhất sò chúc hở sò phải tây ngân hâu rú xiềng sang bờ sở sang nhọt dệt bón sảng in kíp bừng hở sòng rụ sòng tàu sòng má má sò chúc hở đồi phùa mi nó pin đồi sân đồi thú pin cù sân cù kim hạ cắn tàu phồng lành bánh cắn tàu phồng đón mi đủ nhiên trai khăn chăn nặng cằn sà má má sò chúc hở tinh lại pò mè pin nồng mi nả cuồng bằng lòng mới đi và co lầy hở hàn mặt dưng muốn tên sẽ khẩn dê sang đi đẩy cây sang đi pin ấp ca lầy ngân hán khai quán lầy ngân kiều tiêu tăng mà lầy chủ cái bao nhiêu bao giao thông để đáp pò mè pin nồng hả em ơi. Dạ vâng, vừa rồi là bài phát biểu tóm tắt bằng tiếng Thái để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Ngay sau đây để lời cảm ơn đầy đủ ý nghĩa hơn thì ban tổ chức của chúng tôi kính nhờ bộ phận tiếp tân của gia đình sẽ đưa những chén rượu lên sân khấu để chúng tôi có những chén rượu mời toàn thể quý vị. Và các chảo phóng của chúng ta hãy rót những chén rượu thật đầy cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho đôi bạn trẻ, chúc mừng cho tình thông gia giữa hai gia đình, giữa hai mảnh đất Hải Phòng và Điện Biên mãi mãi thắm kết, mãi mãi bền chặt tựa kèo sơn. Dạ vâng, xin mời các phóng của chúng ta hãy rót những chén rượu. Dạ vâng, cháu kính mời chú ạ. Dạ vâng, chú Biển chú ạ, là chén này là sẽ chén rô luôn. Dạ vâng, rất mong toàn thể cô bác anh chị chúng ta cùng nâng ly lên ạ. Quý vị anh chị em ơi, chén rượu quý vị đâu rồi ạ? Cùng nhau rồi nha, 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 cạn và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nha quý vị ơi. Bác Biển à, bác Biển xem bác khẩu hiệu ạ. Dạ vâng, trân trọng kính mời bác. Vâng, kính mời. 1, 2, 3 rô, 2, 3 uống, 2, 3 cạn, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn toàn thể cô bác anh chị đã cùng nhau chờ. Chào chờ hai con thân yêu của mình những món quà cực kỳ ý nghĩa, mang cả vật chất, mang về vật chất lẫn tinh thần. Dạ vâng, một ngày lúc này thì những hình ảnh rất xúc động và bố sẽ trao những chiếc nhẫn và mẹ sẽ trao những kiềng vàng. Mặc dù là điều kiện rất khó khăn nhưng bố mẹ cũng đã tích góp được ít tiền quà để có những món quà nho nhỏ gửi tặng cho hai con. Mong rằng hai con sẽ sống yêu thương nhau và để mãi mãi về sau trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, ngày hôm nay một hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa. Dạ vâng, xin được cảm ơn, xin được cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa đến từ bố mẹ cô dâu Thúy Nga của chúng ta. Đầy pháo nổ quá trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu hiền dễ thảo nghe con. Dạ vâng, ngày hôm nay rất vui, một hình ảnh cực kỳ thật đẹp, thật ý nghĩa. Xin chúc cho bố mẹ thật nhiều sức khỏe và chúc cho bố mẹ hai bên thật nhiều sức khỏe. Dạ vâng, xin phép cũng có một món quà đặc biệt đến từ bác gái của cô dâu. Dạ vâng, món quà này hết sức bất ngờ, tại vì là MC Đức Long cũng không được biết trước là bác sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho cháu gái thân yêu của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác rất nhiều. Bác tưới hoa đúng không ạ? Gia đình bác tưới hoa cũng có
có món quà hết sức đặc biệt. Và xin được cảm ơn bác rất nhiều đã dành tình cảm đặc biệt cho cho cháu gái thân yêu của mình. Xin kính chúc bác và đại gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn là điểm tựa vững chắc cho các con, các cháu. Xin được cảm ơn bác rất nhiều. Và xin mời hai bên tham gia gia đình của chúng ta hãy bắt tay thật chặt và cùng nhau trở về từ mâm cơm bàn tiệc, cùng nhau có những lời chúc cũng như nhận lời chúc tốt đẹp đến từ toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời.